Xin thân ái chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình luyện thi quốc tịch Hoa Kỳ miễn phí của Trung tâm Cơ đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center, TVCEC. Tôi là mục sư Peter Nguyễn Hồng Phúc sẽ hướng dẫn khóa học này. Các bạn có thể đăng ký, subscribe và chia sẻ kênh YouTube để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Cảm ơn và cầu xin Thiên Chúa ban phước lành và sự bình an trên các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi phỏng vấn, các bạn sẽ được 3 cơ hội để chứng tỏ khả năng đọc tiếng Anh và 3 cơ hội để chứng tỏ khả năng viết tiếng Anh. Để vượt qua phần này, các bạn cần phải đọc được một câu tiếng Anh trên máy tính bảng, lớn tiếng, rõ ràng và chính xác. Các bạn phải nghe và viết được một câu tiếng Anh rõ ràng và chính xác. Chúng ta sẽ học 88 từ vựng đọc và viết chính thức của USCIS. Chúng ta sẽ học 60 câu đọc và 60 câu viết xoay quanh chủ đề công dân và lịch sử. Thường thì những câu đọc là những câu hỏi và những câu viết là những câu trả lời. Tất cả 60 câu đọc tiếng Anh khi phỏng vấn đều bắt nguồn từ danh sách ngữ vựng chính thức màu đỏ này. Chúng ta sẽ ghép 88 từ để thực hành 60 câu đọc. Ví dụ, một trong những câu đọc là Who was the first president? Chúng ta sẽ ghép từ những từ sau đây. Who was the first president? Who was the first president? Và tương tự như vậy, tất cả 60 câu viết tiếng Anh đều bắt nguồn từ danh sách ngữ vựng chính thức màu xanh này. Chúng ta cũng sẽ ghép 88 từ để thực hành 60 câu viết. Các bạn chú ý lắng nghe. Nhân viên phỏng vấn đọc như thế nào? Các bạn sẽ viết như vậy. Ví dụ, một trong những câu viết là Washington was the first president. Câu này được ghép từ những từ sau đây. Washington was the first president. Washington was the first president. Và bây giờ chúng ta cùng lướt qua 88 từ gốc. Với 88 từ vựng này, chúng ta sẽ cấu tạo 60 câu đọc và 60 câu viết. Who, what, when, where, why, how, can, is, are, was, be, do, does, have, has, come, lives, lived, meet, meets, want, name, pay, elect, elects, vote, a, the, for, up, and, during, here, to, in, on, we, first, second, one, 50, 100, many, most, largest, colors, red, white, blue, taxes, dollar bill, people, north, south, George Washington, Abraham Lincoln, John Adams. Government, Congress, Senators, President, Father of our country. Capital, White House, City, State, States, Country. Right, Bill of Rights, Freedom of Speech. Flag, American flag. America, United States, U.S., Washington, Washington, D.C. Alaska, California, Delaware, New York City, Canada, Mexico. February,
May, June, July. September, October, November. President's Day, Memorial Day, Flag Day, Independence Day. Labor Day, Columbus Day, Thanksgiving. Để giúp các bạn dễ nhớ và nhớ lâu, chúng ta sẽ hệ thống hóa và phân chia 60 câu đọc viết ra như sau. 7 câu về President, Tổng thống, 3 câu về White House, Nhà Trắng, 2 câu về Dollar Bill, đồng một đô, 6 câu về Congress, Senators, Quốc hội, Thượng nghị sĩ, 6 câu về Capital, Thủ đô, 5 câu về States, các tiểu bang, 5 câu về Bill of Rights, Speech, luật dân quyền, tự do ngôn luận, 7 câu về Vote, Right to Vote, bầu cử và quyền bầu cử, 3 câu về Taxes, thuế vụ, 3 câu về People, người dân, 1 câu về Flag, lá cờ, 3 câu về Most, Largest, nhiều nhất, lớn nhất, 2 câu về Country, các quốc gia, và 7 câu về holidays, tức là các ngày lễ. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ, giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Please read the sentence on the tablet. Who was the first president? Ai là vị tổng thống đầu tiên? Xin mời các bạn cùng đọc. Who was the first president? Who was the first president? Who was the first president? Please write the sentence. Washington was the first president. Washington was the first president. Và mời các bạn cùng viết. Washington was the first president. Washington là vị tổng thống đầu tiên. Washington was the first president. Please read the sentence on the tablet. Who was George Washington? George Washington là ai? Xin mời các bạn cùng đọc. Who was George Washington? Who was George Washington? Who was George Washington? Please write the sentence. Washington was the first president. Washington was the first president. Và mời các bạn cùng viết. Washington was the first president. Washington là vị tổng thống đầu tiên. Washington was the first president. Please read the sentence on the tablet. What is the name of the first president of the United States? Tên của vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là gì?
Xin mời các bạn cùng đọc chung. What is the name of the first president of the United States? What is the name of the first president of the United States? What is the name of the first president of the United States? Please write a sentence. Washington was the first president of the United States. Washington was the first president of the United States. Và xin mời các bạn cùng viết. Washington was the first president of the United States. Washington là vị tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên. Washington was the first president of the United States. Please read the sentence on the tablet. Who is the father of our country? Ai là người cha lập quốc? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who is the father of our country? Who is the father of our country? Who is the father of our country? Please write the sentence. Washington is the father of our country. Washington is the father of our country. Và xin mời các bạn cùng viết. Washington is the father of our country. Washington là người cha lập quốc. Washington is the father of our country. Please read the sentence on the tablet. Who was the second president? Ai là vị tổng thống thứ nhì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who was the second president? Who was the second president? Who was the second president? Please write the sentence. Adams was the second president. Adams was the second president. Và mời các bạn cùng viết. Adams was the second president. Adams là vị tổng thống thứ nhì. Adams was the second president. Please read the sentence on the tablet. What is the name of the second president of the United States? Tên của vị tổng thống thứ nhì của Hoa Kỳ là gì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What is the name of the second president of the United States? What is the name of the second president of the United States? What is the name of the second president of the United States? Please write a sentence.
Adams was the second president of the United States. Adams was the second president of the United States. Xin mời các bạn cùng viết. Adams was the second president of the United States. Adams là vị tổng thống Hoa Kỳ thứ nhì. Adams was the second president of the United States. Please read the sentence on the tablet. Who was Abraham Lincoln? Abraham Lincoln là ai? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who was Abraham Lincoln? Who was Abraham Lincoln? Who was Abraham Lincoln? Please write the sentence. Lincoln was a president during the Civil War. Lincoln was a president during the Civil War. Xin mời các bạn cùng viết. Lincoln was the president during the Civil War. Lincoln là tổng thống trong thời kỳ nội chiến. Lincoln was the president during the Civil War. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ quý ông bà anh chị em. Please read the sentence on the tablet. Who lives in the White House? Ai cư ngụ ở tại Nhà Trắng? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who lives in the White House? Who lives in the White House? Who lives in the White House? Please write the sentence. The president lives in the White House. The president lives in the White House. Và xin mời các bạn cùng viết. The president lives in the White House. Tổng thống cư ngụ tại Nhà Trắng. The president lives in the White House. Please read the sentence on the tablet. Where does the president live? Tổng thống cư ngụ tại đâu? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Where does the president live? Where does the president live? Where does the president live? Please write the sentence. The president lives in the White House in Washington, D.C. The president lives in the White House in Washington, D.C.
Xin mời các bạn cùng viết. Tớ President lives in the White House in Washington, D.C. Tổng thống cư ngụ tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. The president lives in the White House in Washington, D.C. Please read this sentence. Where is the White House? Nhà Trắng ở đâu? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Where is the White House? Where is the White House? Where is the White House? Please write the sentence. The White House is in Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Xin mời các bạn cùng viết. The White House is in Washington, D.C. Nhà Trắng ở tại Washington, D.C. The White House is in Washington, D.C. Please read the sentence on the tablet. Who is on the dollar bill? Ai ở trên đồng một đô la? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who is on the dollar bill? Who is on the dollar bill? Who is on the dollar bill? Please write the sentence. Washington is on the dollar bill. Washington is on the dollar bill. Và xin mời các bạn cùng viết. Washington is on the dollar bill. Washington ở trên tờ một đô la. Washington is on the dollar bill. Please read the sentence on the tablet. What president is on $1 bill? Tổng thống nào ở trên đồng một đô la? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What president is on $1 bill? What president is on $1 bill? What president is on $1 bill? Please write the sentence. President Washington is on $1 bill. President Washington is on $1 bill. Và xin mời các bạn cùng viết. President Washington is on $1 bill. Tổng thống Washington ở trên tờ một đô la. President Washington is on $1 bill. Các bạn đã học rất tốt.
Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng Tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Please read the sentence on the tablet. Who elects the President of the United States? Ai bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc. Who elects the President of the United States? Who elects the President of the United States? Who elects the President of the United States? Please write the sentence. The people elect the President of the United States. The people elect the President of the United States. Và mời các bạn cùng viết. The people elect the President of the United States. Người dân bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ. The people elect the President of the United States. Please read the sentence on the tablet. Who elects Congress? Ai bầu chọn Quốc hội? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who elects Congress? Who elects Congress? Who elects Congress? Please write the sentence. The people elect Congress. The people elect Congress. Và mời các bạn cùng viết. The people elect Congress. Người dân bầu chọn Quốc hội. The people elect Congress. Please read this sentence. Who elects U.S. senators? Ai bầu chọn những thượng nghị sĩ? Xin mời các bạn cùng đọc. Who elects U.S. senator? Who elects U.S. senators? Who elects U.S. senators? Please write the sentence. The citizens of the states elect senators. The citizens of the states elect senators. Và mời các bạn cùng viết. The citizen of the state elect senator. Công dân của các tiểu bang bầu chọn những thượng nghị sĩ. The citizens of the states elect senators. Please read this sentence. How many senators do we have in Congress? Chúng ta có bao nhiêu thượng nghị sĩ trong Quốc hội? Xin mời các bạn cùng đọc chung. How many senators do we have in Congress? How many senators do we have in Congress? How many senators do we have
in Congress. Please write the sentence. We have 100 senators in Congress. We have 100 senators in Congress. Và xin mời các bạn cùng viết. We have 100 senators in Congress. Chúng ta có 100 thượng nghị sĩ tại Quốc hội. We have 100 senators in Congress. Please read the sentence. How many senators does Congress have? Quốc hội có bao nhiêu thượng nghị sĩ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. How many senators does Congress have? How many senators does Congress have? How many senators does Congress have? Please write the sentence. Congress has 100 senators. Congress has 100 senators. Và mời các bạn cùng viết. Congress has 100 senators. Quốc hội có 100 thượng nghị sĩ. Congress has 100 senators. Please read this sentence. How many senators does the United States have? Hoa Kỳ có bao nhiêu thượng nghị sĩ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. How many senators does the United States have? How many senators does the United States have? How many senators does the United States have? Please write the sentence. The United States has 100 senators. The United States has 100 senators. Và mời các bạn cùng viết. The United States has 100 senators. Hoa Kỳ có 100 thượng nghị sĩ. The United States has 100 senators. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ, giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Please read the sentence on the tablet. Where does Congress meet? Quốc hội hội họp ở tại đâu? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Where does Congress meet? Where does Congress meet? Where does Congress meet? Please write the sentence. Congress meets in Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Và mời các bạn cùng viết. Congress meets in
Washington, D.C. Quốc hội hội họp tại Washington, D.C. Congress meets in Washington, D.C. Please read this sentence. Where do senators meet? Những thượng nghị sĩ hội họp ở tại đâu? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Where do senators meet? Where do senators meet? Where do senators meet? Please write the sentence. Senators meet in Congress in Washington, D.C. Senators meet in Congress in Washington, D.C. Và mời các bạn cùng viết. Senators meet in Congress in Washington, D.C. Các thượng nghị sĩ hội họp tại Quốc hội ở Washington, D.C. Senators meet in Congress in Washington, D.C. Please read this sentence. What is the capital of the United States? Thủ đô của Hoa Kỳ là gì? Xin mời các bạn cùng đọc. What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? What is the capital of the United States? Please write the sentence. Washington, D.C. is the capital of the United States. Washington, D.C. is the capital of the United States. Và mời các bạn cùng viết. Washington, D.C. is the capital of the United States. Washington, D.C. là thủ đô của Hoa Kỳ. Washington, D.C. is the capital of the United States. Please read the sentence on the tablet. Where is the capital of the United States? Thủ đô của Hoa Kỳ ở tại đâu? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Where is the capital of the United States? Where is the capital of the United States? Where is the capital of the United States? Please write the sentence. The capital of the United States is in Washington, D.C. The capital of the United States is in Washington, D.C. Và xin mời các bạn cùng viết. The capital of the United States is in Washington, D.C. Thủ đô của Hoa Kỳ ở tại Washington, D.C. The capital of the United States is in Washington, D.C. Please read this sentence. What was the first U.S. capital? Thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ là gì?
Xin mời các bạn cùng đọc. What was the first U.S. capital? What was the first U.S. capital? What was the first U.S. capital? Please write the sentence. New York City was the first capital. New York City was the first capital. Và mời các bạn cùng viết. New York City was the first capital. New York City là thủ đô đầu tiên. New York City was the first capital. Please read this sentence. What city was the first capital of the United States? Thành phố nào là thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What city was the first capital of the United States? What city was the first capital of the United States? What city was the first capital of the United States? Please write the sentence. New York City was the first capital of the United States. New York City was the first capital of the United States. Và mời các bạn cùng viết. New York City was the first capital of the United States. New York City là thủ đô đầu tiên của Hoa Kỳ. New York City was the first capital of the United States. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng Tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em. Please read this sentence. How many states do we have? Chúng ta có bao nhiêu tiểu bang? Xin mời các bạn cùng đọc chung. How many states do we have? How many states do we have? How many states do we have? Please write the sentence. We have 50 states. We have 50 states. Và mời các bạn cùng viết. We have 50 states. Chúng ta có 50 tiểu bang. We have 50 states. Please read this sentence. How many states does the United States have? Hoa Kỳ có bao nhiêu tiểu bang? Xin mời các bạn cùng đọc chung. How many states does the United States have? How many states does the United States have? How many states does the United States have? Please write the sentence. The United States
has 50 states. The United States has 50 states. Và mời các bạn cùng viết. The United States has 50 states. Hoa Kỳ có 50 tiểu bang. The United States has 50 states. Please read this sentence. What was the first U.S. state? Tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ là gì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What was the first U.S. state? What was the first U.S. state? What was the first U.S. state? Please write the sentence. Delaware was the first state. Delaware was the first state. Và xin mời các bạn cùng viết. Delaware was the first state. Delaware là tiểu bang đầu tiên. Delaware was the first state. Please read this sentence. What was one of the first states? Một trong những tiểu bang đầu tiên là gì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What was one of the first states? What was one of the first states? What was one of the first states? Please write the sentence. Delaware was one of the first states. Delaware was one of the first states. Và mời các bạn cùng viết. Delaware was one of the first states. Delaware là một trong những tiểu bang đầu tiên. Delaware was one of the first states. Please read this sentence. Name one of the U.S. states. Kể tên một trong những tiểu bang Hoa Kỳ. Xin mời các bạn cùng đọc. Name one of the U.S. states. Name one of the U.S. states. Name one of the U.S. states. Please write the sentence. Washington is one of the 50 states. Washington is one of the 50 states. Và mời các bạn cùng viết. Washington is one of the 50 states. Washington là một trong 50 tiểu bang. Washington is one of the 50 states. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ quý ông bà anh chị em. Please
Read this sentence. What is one right in the Bill of Rights? Cái tên một quyền trong luật dân quyền. Xin mời các bạn cùng đọc chung. What is one right in the Bill of Rights? What is one right in the Bill of Rights? What is one right in the Bill of Rights? Please write the sentence. Freedom of speech is one right. Freedom of speech is one right. Và mời các bạn cùng viết. Freedom of speech is one right. Tự do ngôn luận là một quyền. Freedom of speech is one right. Please read this sentence. Name one right in the Bill of Rights. Kể tên một quyền trong luật dân quyền. Xin mời các bạn cùng đọc. Name one right in the Bill of Rights. Name one right in the Bill of Rights. Name one right in the Bill of Rights. Please write the sentence. Freedom of speech is one right. Freedom of speech is one right. Và mời các bạn cùng viết. Freedom of speech is one right. Tự do ngôn luận là một quyền. Freedom of speech is one right. Please read this sentence. What is one right? People in the United States have. Một quyền mà người dân ở Hoa Kỳ có là gì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What is one right? People in the United States have. What is one right people in the United States have? What is one right people in the United States have? Please write the sentence. People in the United States have the right to freedom of speech. People in the United States have the right to freedom of speech. Và xin mời các bạn cùng viết. People in the United States have the right to freedom of speech. Người dân ở Hoa Kỳ có quyền tự do ngôn luận. People in the United States have the right to freedom of speech. Please read this sentence. What do people in America want to have? Người dân tại Hoa Kỳ muốn điều gì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What do people in America want to have? What do people in America want to have? What do people in America want to have? Please
Write the sentence. People want to have freedom of speech. People want to have freedom of speech. Và xin mời các bạn cùng viết. People want to have freedom of speech. Người dân muốn được có quyền tự do ngôn luận. People want to have freedom of speech. Please read this sentence. What do we want when we come to America? Chúng ta muốn điều gì khi chúng ta đến Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What do we want when we come to America? What do we want when we come to America? What do we want when we come to America? Please write a sentence. We want to have freedom of speech. We want to have freedom of speech. Và mời các bạn cùng viết. We want to have freedom of speech. Chúng ta muốn có quyền tự do ngôn luận. We want to have freedom of speech. Please read the sentence. Why do people come to America? Tại sao những người dân đến Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Why do people come to America? Why do people come to America? Why do people come to America? Please write a sentence. People come here to be free. People come here to be free. Và mời các bạn cùng viết. People come here to be free. Người dân đến đây để được tự do. People come here to be free. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ, giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Please read the sentence. Why do people want to be U.S. citizens? Tại sao những người dân muốn trở thành công dân Hoa Kỳ? Và xin mời các bạn cùng đọc chung. Why do people want to be U.S. citizens? Why do people want to be U.S. citizens? Why do people want to be U.S. citizens? Please write the sentence. People want to vote. People want to vote. Và mời các bạn cùng viết. People want to vote. Người dân muốn bỏ phiếu bầu cử. People want to vote. Please read this sentence. Who
can vote. Ai có thể bầu cử? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who can vote? Who can vote? Who can vote? Please write the sentence. United States citizens can vote. United States citizens can vote. Và mời các bạn cùng viết. United States citizen can vote. Công dân Hoa Kỳ có thể bầu cử. United States citizens can vote. Please read the sentence. Who can vote for U.S. President? Ai có thể bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who can vote for U.S. President? Who can vote for U.S. President? Who can vote for U.S. President? Please write the sentence. United States citizens can vote for president. United States citizens can vote for president. Và mời các bạn cùng viết. United States citizen can vote for president. Công dân Hoa Kỳ có thể bỏ phiếu cho Tổng thống. United States citizens can vote for president. Please read this sentence. When do we vote for U.S. president? Chúng ta bầu chọn Tổng thống Hoa Kỳ vào khi nào? Và mời các bạn cùng đọc chung. When do we vote for U.S. president? When do we vote for U.S. president? When do we vote for U.S. president? Please write the sentence. We vote for president in November. We vote for president in November. Và xin mời các bạn cùng viết. We vote for president in November. Chúng ta bỏ phiếu cho Tổng thống vào tháng 11. We vote for president in November. Please read this sentence. Who has the right to vote? Ai có quyền bầu cử? Và mời các bạn cùng đọc chung. Who has the right to vote? Who has the right to vote? Who has the right to vote? Please write the sentence. United States citizens have the right to vote. United States citizens have the right to vote. Và mời các bạn cùng viết. United States citizens have the right to vote. Công dân Hoa Kỳ có quyền bầu cử.
United States citizens have the right to vote. Please read this sentence. What is one right a citizen has? Một quyền mà người công dân có là gì? Và mời các bạn cùng đọc chung. What is one right a citizen has? What is one right a citizen has? What is one right a citizen has? Please write the sentence. United States citizens have the right to vote. United States citizens have the right to vote. Và mời các bạn cùng viết. United States citizens have the right to vote. Công dân Hoa Kỳ có quyền bầu cử. United States citizens have the right to vote. Please read this sentence. Name one right for United States citizens. Kể ra một quyền dành cho người công dân Hoa Kỳ. Và mời các bạn cùng đọc chung. Name one right for United States citizens. Name one right for United States citizens. Name one right for United States citizens. Please write the sentence. United States citizens have the right to vote. United States citizens have the right to vote. Và mời các bạn cùng viết. United States citizens have the right to vote. Công dân Hoa Kỳ có quyền bầu cử. United States citizens have the right to vote. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng Tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ, giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ quý ông bà anh chị em. Please read the sentence on the tablet. What do we have to pay to the government? Chúng ta phải trả cái gì cho chính phủ? Và xin mời các bạn cùng đọc chung. What do we have to pay to the government? What do we have to pay to the government? What do we have to pay to the government? Please write the sentence. We have to pay taxes. We have to pay taxes. Và mời các bạn cùng viết. We have to pay taxes. Chúng ta phải đóng thuế. We have to pay taxes. Please read this sentence. Who pay taxes? Ai phải đóng thuế? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who
pay taxes? Who pay taxes? Who pay taxes? Please write the sentence. We pay taxes. We pay taxes. Và mời các bạn cùng viết. We pay taxes. Chúng ta đóng thuế. We pay taxes. Please read this sentence. Who have to pay taxes? Ai phải đóng thuế? Xin mời các bạn cùng đọc chung. Who have to pay taxes? Who have to pay taxes? Who have to pay taxes? Please write the sentence. Most people in the United States have to pay taxes. Most people in the United States have to pay taxes. Và mời các bạn cùng viết. Most people in the United States have to pay taxes. Hầu hết người dân ở Hoa Kỳ phải đóng thuế. Most people in the United States have to pay taxes. Please read this sentence. Who are the people of the United States? Ai là những người dân của Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc. Who are the people of the United States? Who are the people of the United States? Who are the people of the United States? Please write the sentence. We the people of the United States. We the people of the United States. Và mời các bạn cùng viết. We the people of the United States. Chúng ta là những người dân Hoa Kỳ. We the people of the United States. Please read the sentence. What are the colors of the American flag? Lá cờ Hoa Kỳ có những màu gì? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What are the colors of the American flag? What are the color of the American flag? What are the color of the American flag? Please write the sentence. The American flag is red, white, and blue. The American flag is red, white, and blue. Và mời các bạn cùng viết. The American flag is red, white, and blue. Lá cờ Mỹ màu đỏ, trắng và xanh. The American flag is red, white, and blue.
Please read the sentence. Who lived here first? Ai đã sống ở đây đầu tiên? Và xin mời các bạn cùng đọc. Who lived here first? Who lived here first? Who lived here first? Please write the sentence. American Indians lived here first. American Indians lived here first. Và mời các bạn cùng viết. American Indians lived here first. Người thổ dân Mỹ đã sống ở đây đầu tiên. American Indians lived here first. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện tiếng Tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ quý ông bà anh chị em. Please read this sentence. What state has the most people in the United States? Tiểu bang nào có đông dân nhất tại Hoa Kỳ? Và mời các bạn cùng đọc. What state has the most people in the United States? What state has the most people in the United States? What state has the most people in the United States? Please write the sentence. California has the most people in the United States. California has the most people in the United States. Và mời các bạn cùng viết. California has the most people in the United States. California có đông người nhất tại Hoa Kỳ. California has the most people in the United States. Please read this sentence. What city in America has the most people? Thành phố nào có đông dân nhất tại Hoa Kỳ? Xin mời các bạn cùng đọc chung. What city in America has the most people? What city in America has the most people? What city in America has the most people? Please write a sentence. New York City has the most people. New York City has the most people. Và xin mời các bạn cùng viết. New York City has the most people. New York City có đông người nhất. New York City has the most people. Please read this sentence. What is the largest
state of the United States. Tiểu bang nào rộng lớn nhất tại Hoa Kỳ? Và xin mời các bạn cùng đọc chung. What is the largest state of the United States? What is the largest state of the United States? What is the largest state of the United States? Please write the sentence. Alaska is the largest state of the United States. Alaska is the largest state of the United States. Và mời các bạn cùng viết. Alaska is the largest state of the United States. Alaska là tiểu bang rộng lớn nhất Hoa Kỳ. Alaska is the largest state of the United States. Please read the sentence. What country is north of the United States? Quốc gia nào nằm về phía bắc của Hoa Kỳ? Và mời các bạn cùng đọc chung. What country is north of the United States? What country is north of the United States? What country is north of the United States? Please write the sentence. Canada is north of the United States. Canada is north of the United States. Và mời các bạn cùng viết. Canada is north of the United States. Canada ở phía bắc của Hoa Kỳ. Canada is north of the United States. Please read this sentence. What country is south of the United States? Quốc gia nào nằm về phía nam của Hoa Kỳ? Và mời các bạn cùng đọc. What country is south of the United States? What country is south of the United States? What country is south of the United States? Please write the sentence. Mexico is south of the United States. Mexico is south of the United States. Và mời các bạn cùng viết. Mexico is south of the United States. Mexico ở phía nam của Hoa Kỳ. Mexico is south of the United States. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học mới. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phong phú hơn. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học tiếng Anh, đang cần học luyện thiếu quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ giới thiệu video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ quý ông bà anh chị em. Please read this sentence. When is President's Day? Khi nào là ngày tổng thống? Và mời các bạn cùng đọc.
When is President's Day? When is President's Day? When is President's Day? Please write the sentence. President's Day is in February. President's Day is in February. Và mời các bạn cùng viết. President's Day is in February. Ngày Tổng thống nằm trong tháng 2. President's Day is in February. Please read this sentence. When is Memorial Day? Khi nào là ngày chiến sĩ trận vong? Và mời các bạn cùng đọc. When is Memorial Day? When is Memorial Day? When is Memorial Day? Please write the sentence. Memorial Day is in May. Memorial Day is in May. Và mình xin mời các bạn cùng viết. Memorial Day is in May. Ngày chiến sĩ trận vong nằm trong tháng 5. Memorial Day is in May. Please read this sentence. When is Flag Day? Khi nào là ngày quốc kỳ? Và xin mời các bạn cùng đọc. When is Flag Day? When is Flag Day? When is Flag Day? Please write the sentence. Flag Day is in June. Flag Day is in June. Và mời các bạn cùng viết. Flag Day is in June. Ngày quốc kỳ nằm trong tháng 6. Flag Day is in June. Please read this sentence. When is Independence Day? Khi nào là ngày độc lập? Và mời các bạn cùng đọc. When is Independence Day? When is Independence Day? When is Independence Day? Please write the sentence. Independence Day is in July. Independence Day is in July. Và xin mời các bạn cùng viết. Independence Day is in July. Ngày độc lập nằm trong tháng 7. Independence Day is in July. Please read this sentence. When is Labor Day? Khi nào là ngày lao động? Và mời các bạn cùng đọc. When is Labor Day? When is Labor Day? When is Labor Day? Please write the sentence. Labor Day is
in September. Labor Day is in September. Và xin mời các bạn cùng viết. Labor Day is in September. Ngày lao động nằm trong tháng 9. Labor Day is in September. Please read this sentence. When is Columbus Day? Khi nào là ngày Columbus? Và mời các bạn cùng đọc. When is Columbus Day? When is Columbus Day? When is Columbus Day? Please write the sentence. Columbus Day is in October. Columbus Day is in October. Và mời các bạn cùng viết. Columbus Day is in October. Ngày Columbus nằm trong tháng 10. Columbus Day is in October. Please read this sentence. When is Thanksgiving? Khi nào là ngày lễ tạ ơn? Và mời các bạn cùng đọc. When is Thanksgiving? When is Thanksgiving? When is Thanksgiving? Please write the sentence. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Và xin mời các bạn cùng viết. Thanksgiving is in November. Ngày lễ tạ ơn nằm trong tháng 11. Thanksgiving is in November. Chân thành cảm ơn quý cụ ông bà anh chị em đã dành thời gian cùng học luyện tiếng quốc tịch với Trung tâm Cơ đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center. Qua chương trình đọc viết hôm nay, các bạn giúp để lại ý kiến, comment, chia sẻ, share cho cộng đồng Việt Nam mình và đăng ký kênh YouTube để đón nhận những video mới kế tiếp. Chúc các bạn may mắn trong buổi phỏng vấn quốc tịch và cầu xin Thiên Chúa ban sức mới và sự phước hạnh trên quý cụ ông bà anh chị em.